Chào tất cả anh em nhé, mình là thiết bị bên xe nha anh em. Bây giờ này giới thiệu cho anh em cái sản phẩm miếng vá của Ấn Độ anh em nha, miếng vá Samlop của Ấn Độ nha. Thì bây giờ này mình giới thiệu cho anh em hai cái loại mà thông dụng sử dụng nhiều nhất, đó là cái loại 3 phân rưỡi và cái loại 4 phân rưỡi anh em nha. Đó, và số 10 số 11 á. 3 phân rưỡi là loại nhỏ này anh em. Đây, kích thước của nó là 3 phân rưỡi anh em nha. Thì sử dụng cho những cái lỗ mọt, lỗ nhỏ đó anh em sử dụng miếng 3 phân rưỡi là được rồi, vá lốp kể cả ô tô xe máy anh em nha. Còn cái miếng 4 phân rưỡi thì anh em vá những cái lỗ lũng bình thường thôi, là cái miếng thông dụng sử dụng nhiều anh em nha. Hàng là hàng Ấn Độ nha, miếng là miếng 4 phân rưỡi nè. Thì một hộp như thế này, hộp giấy nè, trả hồi như bây giờ cái hộp mà hộp số 10, hộp 3 phân rưỡi là một hộp có 50 miếng anh em nha, nó là 80.000 một hộp. Còn hộp như thế này nè là 40 miếng, hộp 4 phân rưỡi là hộp 40 miếng anh em nha. Đó, 40 miếng, giá của nó là 90.000 hộp anh em nha. Đây là hàng Ấn Độ anh em nha, hàng là bao dùng, nói chung là hàng mình bán, hàng Ấn Độ này bán mấy năm rồi. Nếu về nói về cái độ thang điểm mà sử dụng tốt á, thì hàng này nó ngon hơn hàng Trung Quốc anh em. Còn về nói về cái độ thẩm mỹ về miếng vá thì tất nhiên là hàng Ấn Độ thì người ta không chuộng về vấn đề thẩm mỹ, là như là miếng vá nó không được đẹp nhưng anh em nha, nhưng mà chất lượng cao su của nó là tốt anh em nha, cho nên vá rất là tốt. Thì anh em là mua thì nếu mà muốn cái tiêu chí rẻ và bền thì có thể dùng hàng Ấn Độ anh em nha. Còn Trung Quốc thì tất nhiên là hàng nó cũng bền, nhưng mà nói về cái độ bền, về độ rẻ thì nó không bằng có gì. Nghĩa là Ấn Độ nó rẻ nhưng mà nó bền, mặc dù nó không được đẹp. Còn Trung Quốc thì có thể là nó ngon, nhưng mà cái giá thành nó sẽ cao hơn Ấn Độ một chút. Nghĩa là Trung Quốc nó sẽ chuộng về cái thẩm mỹ nữa, nhưng Trung Quốc nó làm miếng vá nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó tròn đều hơn anh em nha. In ấn nó sắc nét hơn. Còn Ấn Độ thì người ta làm người ta không quan trọng, bởi vì từ lúc miếng vá thì người ta quan trọng là cái chất lượng đó thôi, chứ còn người ta không cần cái thẩm mỹ gì, người ta quan dán trong cái lốt thì chả ai nhìn ấy nha. Cho nên là người ta họ không quan tâm cái vấn đề chất, cái màu sắc, cái đường nét cho lắm, người ta quan trọng là cái chất lượng, cái độ tốt của miếng vá này anh em nha. Hàng Ấn Độ thì nói đúng ra hàng Ấn Độ thì nhìn nó xấu xấu chút, nhưng mà dùng rất là ngon, giá thành là hợp lý nữa anh em nha, nó rất là rẻ luôn. Thì anh em nào mua thì liên hệ mình nha, mình là thiết bị VNC nha. Zalo là 0911600357 anh em nha. Đây là thiết bị VNC nè, Zalo của mình là 0911600357 anh em nha. Thì đây là cái kênh YouTube của mình nè, anh em lên YouTube hoặc anh em lên Google, anh em gõ thiết bị PNC nha, là VNC nha, nó sẽ ra anh em nha. Anh em nào mua thì liên hệ mình nha. Anh em nào xem video mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một đăng ký kênh nha anh em, để khi mình ra sản phẩm hoặc là có những cái chương trình ưu đãi thì mình sẽ làm video mình giới thiệu cho anh em, thì anh em có thể xem được và anh em mua anh em nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi nha. Chào tất cả anh em, hẹn gặp anh em video sau nha. Thì nói chung là những khách hàng nào lâu năm của mình thì đều biết là mình bán với giá rất là ưu đãi và hỗ trợ rất là nhiều thứ về vấn đề ship này kia anh em nha. Còn anh em nào chưa mua thì có thể mua bên mình đi, rồi lần đầu thì lần sau cũng thành khách quen, mình sẽ hỗ trợ ship này kia hết anh em nha, và mình sẽ hỗ trợ là bán những sản phẩm chất lượng nhất, chọn lựa tư vấn cho anh em những cái phù hợp nhất để anh em dùng nó không có bị lãng phí anh em nha. Chẳng hạn như một cái lỗ nhỏ mà anh em dùng cái miếng nó bự quá thì nó vừa tốn miếng vá, tiền miếng vá nó vừa tốn tiền keo nước nữa anh nha. Còn anh em dùng đúng nó thì nó vừa hợp lý tiền mà vừa tiết kiệm cho mình nữa anh nha, vừa được chất lượng cho khách nữa. Rồi cảm ơn anh em nha, hẹn gặp anh em video sau nha.